Em Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bạn nhé. Clip này em quay cho anh em xem về con loa Bass 25 của DMX. Ở đây thì em đã tháo sẵn ra rồi. Ở đây là nguyên bản của nó này, khi mà lắp đầy đủ e căng vào. Con này thì về cơ bản mẫu mã rất là đẹp anh em ạ. Nó có e căng bằng vải này, chống bụi rất là tốt luôn. Đấy. Dòng này thì dáng thùng cân đối. Đó. Dáng thùng rất là cân đối nhé. Và chống bụi rất là tốt. Đây là anh em nhìn ở cái màng bên trong của nó này. Đấy, nó rất là sạch sẽ và rất mới. Đấy, vì đằng trước của nó là một cái màng e căng chống bụi rất là đẹp rồi. Còn đây là một con bát của nó này. Bát 25 nhưng mà nó sở hữu con bát rất là đẹp. Rất là gấu luôn. Đấy. Bát rất là gấu. Bát này thì nó là của dòng GCS nhé các bác nhé. Đây này, anh em nhìn này. Đấy, dầu rất đặc trưng của LCF là nó cắm vào nhẹn rồi nó mới đi vào côn này. Đấy, cái viền côn này nó làm rất là chất lượng luôn. Đấy, con này là một con bát của LCF xịn nhé. Đấy, mã vạch, mã số rồi. Đầy đủ hết. Đấy, nó đi quanh một vòng cổ côn, xong nó găm vào côn. Rất là đẳng cấp luôn của LCF. Dòng này thì nó là gân vải tẩm dầu này, phủ keo. Và màng là màng giấy vú bẹt nhá anh em nhé, dòng này đời vú bẹt. Đấy, rất là chất này. Nó zin đẹp nguyên bản cho anh em. Đấy là cái bát nhé. Ngoài ra thì con này nó sở hữu là chép neo. Và cái anh em nhìn cái phễu này của nó là cái phễu kiểu tỏa như này thì nó sẽ đánh được không gian ngắn. Đấy, và tỏa ra rất là đều. Đều âm. Ở đây là con chép của nó sở hữu một con chép neo. Rất là đẹp, cái lô loa này cực kỳ mới luôn. Đấy, mã của con chép này là CD38/30, công suất của nó là 30W ở AES 8 ohm. Đấy, chép rất đẹp. Phễu đẹp, chép đẹp. Đấy, còn đây là trong thùng của nó này. Phân tần của nó thì quá đẳng cấp luôn. Dòng DMX này thì phân tần của nó nhìn thì rất là chất luôn. Đấy. Tần nó đẹp lắm. Ba cuộn cải nhé. Ba cuộn cải. Chở sứ này, chở đồng. Tụng 4 con. Làm rất là khôn. Đó. Bông tiêu âm. Cái này bông của nó đúng nó sẽ cạn như này, như em lột ra để quay cho anh em xem. Đó. Con này thùng thì rất là thích luôn, nó cân đối. Đó. Bãi nhưng mà còn rất là đẹp. Đời con này là đời KP nhé. 8010 từ năm 2016. Đấy. Con này anh em chơi thì phải nói là hết bài luôn. Made in China. Đấy. Công nghệ của DMX. Công suất 250W tối thiểu. Và con này thì nó đi cùng với một cái lô đẩy của nó luôn là DMX DXT5. Đấy, nó theo nó luôn nha anh em nhé. Nên là anh em nào mà mua cả loa cả đẩy luôn là chơi này. Hết được chấm luôn. Đấy, loa thì em Thanh đang bán là 7.500.000 bao ship. Đẩy thì em bán 3.500.000 bao ship. Anh em lấy được cả loa cả đẩy em sẽ có giá tốt hơn rất nhiều. Đấy, đấy, bao ship và khuyến mại cho anh em một phần quà rất là chất lượng khi anh em mua cả loa vang cả đẩy nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Bát 25 nhưng mà giá thì giật rất là hợp lý. Đấy, con này thì phải nói là không có gì để chê. Chất âm được cả nghe cả hát. Bát đánh lực sâu. Chép sáng nhuyễn. Đấy. Rồi, chi tiết thì anh em cứ chủ động liên hệ với em Thanh ở số là 037-630-7374 nhé, để em hỗ trợ cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.